Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu với bạn là cái mẫu ghế tựa lưng có ngả gập và trượt. Cái mẫu ghế hình thể thao này thì có cái phần lưng tựa là cao 70 cm, chiều ngang của cái ghế này là 42 cm và chiều sâu của nó là 42 cm. Cái dòng này thì rất là tiện dụng, giá rẻ, có trượt gập tiến lên lùi xuống khoảng 15-20 cm. Cái phần gập ghế thì rất là đơn giản thôi. Đây các bạn có thể kéo cái cần phía dưới này, chỉ cần cầm cái phần cần kéo này, các bạn kéo cái ghế nó sẽ tự gập vào. Còn việc ngả ghế ra thì các bạn cũng chỉ cần đẩy cái lưng ghế của mình ra là xong thôi. Cái mẫu ghế này hiện là bên em đang bán với cái giá là 900.000 đồng. Đấy, rất là đẹp. Nó thay cho cái dòng ghế thể thao đắt tiền kia. Ghế thể thao thì thường thường nó tương đương như thế này thì nó phải tầm 1,5 triệu trở lên cơ. Đấy. Đây là cái phần đáy của cái ghế này. Đấy, cái phần ray trượt này là rất là dễ bắt thôi. Các bạn cứ bắt 4 con ốc vào vị trí nỗ đây, cái này xuống dưới sàn xe. Và sau đó chỉ mở cái này nó là như cái khóa ngàm để nó giữ cái ghế nó bị đỡ bị trôi đi. Đấy, mình làm video ngắn gọn để giới thiệu cho các bạn qua cái mẫu ghế này. Các bạn xem video thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mà có video mới đăng lên, và dễ dàng xem lại những cái video đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.